Hòa trong không khí rộn ràng kỷ niệm 62 năm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Niềm vui của thầy và trò, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông dân tộc nội trú số 2 Nghệ An được nhân lên vì đây cũng là dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường. 10 năm, quãng thời gian hình thành, xây dựng và phát triển trường với biết bao vất vả mà thấm đẫm tình yêu thương, lòng tâm huyết của tập thể lãnh đạo, giáo viên nhà trường. 10 năm, nhiều thế hệ học sinh từ các bản làng miền núi xa xôi của xứ Nghệ đã được chắp cánh và trưởng thành từ mái trường thân yêu, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông dân tộc nội trú số 2 Nghệ An. Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22 tháng 6 năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông dân tộc nội trú số 2 Nghệ An trên cơ sở tách ra từ trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Nghệ An. Vùng tuyển sinh của trường là học sinh các xã vùng đặc biệt khó khăn thuộc các huyện miền núi Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu. Những ngày đầu mới thành lập, trường gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Do chưa có cơ sở vật chất nên trường đã phải mượn một số phòng học tại cơ sở 2 của trường Cao đẳng Sư phạm để học nhờ và ở tạm. Với quyết tâm sớm đưa trường vào hoạt động, tập thể ban giám hiệu và giáo viên nhà trường đã khắc phục những khó khăn trước mắt, ổn định công tác giảng dạy, tạo mọi điều kiện tốt nhất để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Đúng ngày 5 tháng 9 năm 2012, trường đã tổ chức lễ khai giảng khóa học đầu tiên 2012-2013 với 150 học sinh lớp 10 và phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong toàn trường. Sự kiện này là dấu mốc đáng nhớ về thời điểm trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông dân tộc nội trú số 2 Nghệ An ghi danh trên bản đồ hệ thống các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh. Việc tham mưu xây dựng đề án, rồi tham mưu để có quyết định thành lập trường là rất khó khăn. Nhưng mà khi thành lập rồi thì làm thế nào để xây dựng cơ sở vật chất, đưa trường vào sớm hoạt động và hoạt động có hiệu quả thì khó khăn gấp nhiều lần. Nhưng mà chúng tôi thì xây dựng bộ khung lãnh đạo, hiệu trưởng, rồi thì ban giám hiệu, rồi thì một người là vừa văn phòng vừa kế toán, thì khung lãnh đạo của trường, mà đặc biệt là chọn thầy giáo Nguyễn Đầu Trướng là phải nói người có cái kinh nghiệm quản lý trong giáo dục và đồng thời là có cái trải nghiệm trong cái quản lý chỉ đạo các trường dân tộc nội trú. Hơn 10 năm làm hiệu trưởng trường dân tộc nội trú của tỉnh, đầy kinh nghiệm mà đầy tâm huyết sang đây cùng với chúng tôi, phải nói là có nhiều giải pháp rất là sáng tạo. Như là đầu tiên khi thành lập rồi thì phải tuyển sinh, mà khi tuyển sinh chưa có cơ sở vật chất thì phải mượn cái cơ sở vật chất cơ sở 2 của trường cao đẳng, vừa tuyển sinh vừa tham mưu vừa xây dựng. Cái thứ hai là đưa cái chi bộ của nhà trường về sinh hoạt tại địa phương của cái địa phương, cái xóm mà trường đóng, để bám dân, sát dân, dân hiểu, dân chia sẻ, dân đồng thuận để với giải phóng mặt bằng nhanh và được sự ủng hộ của dân. Cái thứ ba là biết lựa chọn những đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, những tinh hoa của các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh, thu hút về đó. Điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên là số 1. Mới 10 năm thành lập trường mà trường đã có một cơ ngơi phải là rất là bề thế kháng trang. 10 năm là một cái trường trung học phổ thông là non trẻ nhất trong tất cả các trường phổ thông trong toàn tỉnh, và cũng như là các trường hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú trong toàn quốc. Nhưng mà phải nói đầy ngưỡng mộ, hiện nay là được cái ban dân tộc trung ương là đánh giá là trường số 1 về chất lượng trong toàn quốc của hệ thống dân tộc nội trú, và được tỉnh cũng được ngành đánh giá là trường số 1 của hệ thống dân tộc nội trú của tỉnh, cũng như là các trường trung học phổ thông của chúng ta, nhiều học sinh giỏi,
nhiều học sinh đổ đại học điểm cao, thủ khoa vào các trường đại học danh giá. Trong 4 năm học, từ năm 2012 đến năm 2016, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú số 2 Nghệ An luôn trong tình cảnh vừa học vừa xây dựng, vừa hình thành vừa ổn định, vừa tìm tòi vừa phát triển trong bao khó khăn ngổn ngang thiếu thốn của một ngôi trường mới thành lập. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2012, tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh, trường đã được khởi công xây dựng với quy mô 18 lớp học, gồm nhà học, nhà làm việc, nhà học bộ môn, nhà thi đấu thể thao, ký túc xá, nhà ăn, nhà công vụ, thư viện, nhà sàn truyền thống và các công trình phụ trợ khác với tổng diện tích gần 13.000 m². Những lứa học trò đầu tiên của nhà trường sẽ nhớ mãi hình ảnh về những buổi chào cờ ở cơ sở mới. Do đang ngổn ngang công trình xây dựng, thầy trò đã phải buộc cờ dưới gốc cây, rồi hình ảnh các thầy cô cùng kéo xe, chở đồ dùng học tập và sinh hoạt vào ký túc xá cho các em ổn định nơi ở mới. Dẫu gặp bao khó khăn, các em vẫn luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương, động viên chia sẻ của thầy hiệu trưởng và tập thể giáo viên nhà trường. Hầu hết các học sinh của trường đều đến từ các bản làng miền núi xa xôi của tỉnh. Đến với trường, các em không chỉ được học chữ, học kiến thức mà còn ở nội trú. Vì vậy, trường như ngôi nhà thứ hai của các em. Ngay từ khi các em nhập học, nhà trường đã hướng dẫn để các em sớm thích nghi với môi trường mới, từ sinh hoạt, giao tiếp, ở tập thể, các kiến thức pháp luật xã hội. Trường cũng đã chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như nhảy sạp, múa lăm vông, hát nhuôn, suối, lăm khắp. Những hoạt động này đã giúp các em được tham gia các phong trào tập thể và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc. Khi được học tập dưới mái trường nội trú 2, bản thân em cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì ngay từ khi bước vào lớp 10, chúng em là những đứa con xa nhà, rất bỡ ngỡ và lạc lõng, thì thầy cô đã quan tâm và dành thời gian để chỉ dạy những kỹ năng sống nhỏ nhất. Là những người cha, người mẹ thứ hai luôn ân cần và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, cũng những khó khăn trong sinh hoạt nội trú. Thầy cô luôn dành thời gian vào những buổi chiều hoặc buổi tự học để có thể đến lớp để chỉ dạy thêm cho chúng em. Em rất tự hào và hạnh phúc khi được học tập và rèn luyện dưới mái trường nơi thứ hai. Ban giám hiệu nhà trường luôn xác định đặt mục tiêu dạy tốt, học tốt là nhiệm vụ hàng đầu. Để đạt được mục tiêu này, nhiều phương pháp đã được đưa ra và thống nhất thực hiện. Ngay từ khi mới vào lớp 10, nhà trường đã tổ chức ôn tập lại kiến thức cho học sinh, tổ chức nhiều câu lạc bộ tự học để định hướng phương pháp học cho các em. Từ những câu lạc bộ trên, các em học sinh đã hình thành cho mình một phương pháp tự học riêng, cùng với việc tham gia tích cực vào các tổ, đội, nhóm học tập. Cũng ngay từ lớp 10, nhà trường đã cho học sinh đăng ký học theo khối, từ đó bố trí giáo viên phù hợp, dạy học, phát huy năng lực mỗi em. Thuận lợi của nhà trường chính là đội ngũ giáo viên có chuyên môn, tâm huyết, trách nhiệm, yêu nghề và yêu trò. Không chỉ dạy kiến thức trên lớp, thầy cô còn hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, làm việc nhóm, chủ động tiếp cận thông tin thời sự. Đồng thời định hướng nghề nghiệp, tương lai, khích lệ các em dám thực hiện ước mơ của mình. Vì vậy các em đã có sự quyết tâm và động lực phấn đấu. Xác định được cái nhiệm vụ của mình trong năm học. Và chúng tôi đã có những cái kế hoạch rất là dài hơi, thành lập câu lạc bộ tự học cho các em ngay từ những cái ngày đầu các em đến. Và phương pháp tự học là một cái phương pháp chính mà chúng tôi đã phát huy được. Về phương pháp tự học của các học sinh thì từ nội lực và học sinh đồng bào, một cái đó là nội lực của các em rất tốt. Tự học của các em đã đưa đến những cái chiến thắng của các em trong cái học tập. Và quá trình này thì chúng tôi còn có tổ chức cho các em viết những cái chủ đề để thành lập cái cuộn tập sán. Và hiện nay thì trường thành lập đến 10 năm và 8 năm đi vào học tập, chúng tôi đã có 17 số tập sán, trong đó 16 số bình thường và một số 17 là số chuyên sang. Thì qua cái tập sán này, các em đã rèn luyện được cấu chữ, văn phóng và chúng tôi cũng đọc được những cái tác phẩm của các em. Thì thấy ở đó cái tình cảm của các em để chúng tôi hiểu hơn, các em chia sẻ với các em. Có những tác phẩm chúng tôi đã rất xúc động. Vừa hiểu được hoàn cảnh của gia đình, đồng thời hiểu được cái phong tục tập quán để từ đó cố cho có cái tiếng nói chung trong học tập. Và kết quả của chúng tôi đã khẳng định được
cái việc là tự học chính là cái chiến thắng, cái thành công của chúng tôi trong cái quá trình học tập, được vinh danh vào các cái kỳ thi học sinh giỏi tỉnh top 9, top 10, rồi là kỳ thi quốc gia, chúng tôi hầu như năm nào cũng có tuyên dương của học sinh giỏi khối C, trong đó có môn văn. Thì tôi nghĩ rằng học sinh chúng tôi nội lực tự học cộng với sự tấm huyết nhiệt tình của thầy cô, coi trường là nhà, học sinh là con em của mình. Chính vì vậy mà chúng tôi đã hết mình vì các em, đột lên ngọn lửa đam mê ở các em, khích lệ các em năng lực tự học, phấn đấu và có chí tiến thủ. Bao giờ chúng tôi cũng xây dựng cho các em lý tưởng, và chính cái lý tưởng đó mà trường chúng tôi đã đạt được những cái khả quan trong những năm học vừa rồi. Không chỉ vậy, nhà trường luôn kết nối với phụ huynh học sinh để gia đình các em biết được sự cố gắng của con em mình. Từ đó có sự động viên kịp thời và cùng định hướng về tương lai cho con em mình. Khác với những ngôi trường khác, việc họp phụ huynh của trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông dân tộc nội trú số 2 Nghệ An được tổ chức ngay tại quê nhà của các học sinh. Nhà trường đã bố trí các thầy cô giáo về tận các bản làng của các em để tổ chức các buổi họp phụ huynh. Tại đây, các thầy cô đã thông báo về tình hình ăn ở, học tập, sự phấn đấu của các em tại trường. Sự quan tâm sát sao của nhà trường đã nhận được sự đồng lòng ủng hộ của đông đảo phụ huynh học sinh. Phải nói rằng là sau khi cháu Hồ Khánh Huyên thi đậu được xuống trường nội trú Nghệ An số 2, thì phụ huynh rất là yên tâm được sự quan tâm của nhà trường đối với cái công tác liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường. Thì các cô, các thầy luôn luôn là quan tâm và đã có những cái mối liên lạc bằng các cái thông tin trong các cái nhóm của lớp để cho phụ huynh biết hàng ngày, hàng tuần về con em của mình, về cái học tập cũng như là về cái rèn luyện ở tại trường. Phụ huynh chúng tôi rất yên tâm. Cái thứ hai thì được sự quan tâm của nhà trường, biết rằng là con em xuống học đấy là người vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, cho nên là nhà trường đã tạo điều kiện về họp phụ huynh tại địa phương và tạo điều kiện họp tại địa phương để đỡ bớt cái đi lại, và sự quan tâm của nhà trường đến với các cái địa phương để mà họp tại chỗ đó. Thì rất chi là cảm ơn nhà trường thì đối với phụ huynh học sinh là đỡ một cái phần nào khó khăn trong cái việc đi lại để học tập. Khi được gửi gắm con vào trường nội trú số 2 của tỉnh Nghệ An, thì riêng phụ huynh là rất chi là yên tâm về chất lượng giáo viên, thì là toàn là giáo viên giỏi. Về trường lớp, cơ sở vật chất nhà trường thì khang trang, sạch đẹp, rộng rãi, và quản lý học sinh thì nghiêm túc, phụ huynh rất chi là yên tâm. Sự tâm huyết và trách nhiệm của nhà trường và các thầy cô luôn được đền đáp xứng đáng. Không phụ công lao dạy dỗ và lòng mong mỏi của các thầy cô, các thế hệ học trò nhà trường đã luôn cố gắng phấn đấu để đạt được kết quả học tập tốt nhất. Dù không phải là trường có chất lượng đầu vào cao, nhưng nhiều năm liền, trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông dân tộc nội trú số 2 Nghệ An luôn là ngôi trường có thành tích đáng nể. Trong nhiều năm học, kết quả thi học sinh giỏi, thi Trung học phổ thông quốc gia, học sinh nhà trường luôn đạt kết quả đáng tự hào. Nhiều em được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương, Ban Dân tộc tỉnh tuyên dương. Tiêu biểu trong năm học 2018-2019, thì Trung học phổ thông quốc gia đứng thứ tư toàn tỉnh. Có 2 em được Ủy ban Nhân dân tỉnh tuyên dương, 11 em được Ban Dân tộc Trung ương vinh danh, 13 em đậu Bách khoa Hà Nội, 2 em đậu Đại học Y Hà Nội, 3 em đậu Học viện An ninh. Năm học 2019-2020, trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, nhà trường tiếp tục đứng thứ tư toàn tỉnh. 20 em đạt 27 điểm trở lên, 4 em được Ủy ban Nhân dân tỉnh tuyên dương, trong đó có 3 em đạt 28,5 điểm. 15 em đậu Đại học Bách khoa Hà Nội, 5 em đậu Học viện An ninh, 2 em đậu Đại học Y Hà Nội. Nhiều em đậu khoa Hàn Quốc của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội với điểm chuẩn từ 29,75 điểm đến 30 điểm. Trên cơ sở những cái thành tích của nhà trường trong những năm qua, cái chương trình đào tạo của trường chúng tôi là có hiệu quả. Hiệu quả ở chỗ nào? Ngoài những cái em, các em tốt nghiệp đại học ra rồi, thì các em lại còn ra các trường đại học, các em rất là chững chạc.
nhiều em là làm cán bộ lớp của những cái trường đại học rất lớn, ví dụ Đại học Hà Nội, rồi ví dụ như là trường cả cái học viện an ninh, học viện kỹ thuật quân sự, rồi trường Đại học Bách Khoa, thì rất là nhiều em ra làm cán bộ lớp và các em làm rất là chững chạc, chứ không phải là cái tính tự tí của đồng bào miền núi nữa. Chứ quá đó thể hiện rằng là cái chương trình giáo dục toàn diện của nhà trường về cơ bản là thành công. Thì cái giáo dục toàn diện đó thì không chỉ là riêng về học tập, mà còn có cả là trong trường phải có cả tất cả các cái hoạt động để giúp học sinh, để hướng tới học sinh nó tự chủ, mà nó dân chủ. Một cái quan trọng nhất là dân chủ cái đã. Rồi từ đó hướng cho học sinh tự chủ, tức là làm thế nào đó các em, mái trường này là của chính các em, mọi sinh hoạt là các em hãy tự điều hành lấy. Và chúng tôi thực hiện rất là nhiều năm cái chuyện là học sinh trao cơ, trên thứ hai trao cơ là học sinh tự làm hết, mà tôi thấy rất là thành công. Rồi cái việc cho học sinh tự trao cơ, rồi việc sinh hoạt lớp học sinh tự điều hành, đề ra các cái phát triển của lớp mình, rồi cái học tập cũng như rèn luyện, các cái rèn luyện của lớp mình chủ yếu là phải từ học sinh, để cho các em thấy được là trách nhiệm của mình đối với nhà trường cũng như là trách nhiệm của mình đối với bản thân mình. Cho nên chính cái đó là một cái mà đi đúng hướng, thì giáo viên phải hướng đến cái đó, và ngay cả phương pháp dạy cũng hướng đến cái đó, cởi mở hơn, và làm thế nào đó để cho các em nó thấy được trách nhiệm, cái năng lực của mình học nó đến đâu, để từ đó có những cái biện pháp bổ sung để nâng cao cái chất lượng học tập của các em. Thì một trong những cái đổi mới về giáo dục á, thì quan trọng nhất vẫn là từ giáo viên phải đổi mới. Mà muốn giáo viên muốn đổi mới thì nắm chắc cái chương trình của bộ thì mới đổi mới được. Tôi thấy cái chương trình của bộ ra đấy là rất là mở, chứ buộc mỗi giáo viên phải có cái tư duy riêng. Đặc biệt là ngay cả cái chương trình lớp trường của chúng tôi cũng thế, là anh phải dạy theo đối tượng họ cần gì, chứ không phải là mình dạy gì, đối tượng nó cần gì. Và khi đã cần rồi đó thì anh dạy được cái gì. Ví dụ như một tiết toán mà học sinh tiếp thu chỉ độ 40-30% nó không đạt yêu cầu. Chứ quan điểm đánh giá là đòi hỏi giáo viên phải tự chủ trong cái chương trình của mình. Và tự chủ trong chương trình này thì soạn riêng cho một chương trình mình dạy cho phù hợp với cái lớp mình được giáo, chứ không phải nhất thiết là phải rập khuôn của người này sang người kia. Trên trường chúng tôi là phải tiếp tục, giáo viên là phải học tập để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, phải nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Và cái trình nâng cao trình độ này là phải thường xuyên, chứ không phải là anh chỉ học cái chương trình này để dạy không. Cho nên công tác bồi dưỡng của giáo viên của chúng tôi cũng được tiến hành thường xuyên. Trong các tên tuổi đã làm rạng danh cho nhà trường, các thế hệ học sinh luôn nhắc đến Mạc Thị Tú Uyên, học sinh khóa 1 của nhà trường. Uyên đến từ miền quê Quỳ Hợp. Trong những năm học tập tại trường, Uyên luôn là học sinh xuất sắc, đạt học sinh giỏi tỉnh, giải nhì môn lịch sử. Uyên được Ủy ban Nhân dân tỉnh vinh danh và đậu vào trường đại học kiểm sát với số điểm đầu vào là 26,75. Phát huy thành tích của một học sinh giỏi, Uyên đã luôn cố gắng và sau khi tốt nghiệp đã được giữ lại làm giảng viên. Bên cạnh đó, còn có em Vi Thị Hoa, dân tộc Thái, tại vùng núi xa xôi Tri Lễ, huyện Quế Phong. Hoa đã nỗ lực rất lớn trong 3 năm học tại trường. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020, em đạt số điểm 28,5 điểm và được Ủy ban Nhân dân tỉnh vinh danh. Hiện nay, Hoa đang theo học khoa Đông Phương học của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội với điểm chuẩn 29,75 điểm. Ngoài ra phải kể đến em và bá bà, dân tộc Hơ Mông. Và sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tri Lễ, huyện Quế Phong, giáp biên giới với nước bạn Lào. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 và đạt số điểm 26, hiện em đang theo học khoa công nghệ ô tô của Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ vậy, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú số 2 Nghệ An còn là điểm sáng về các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của ngành giáo dục. Thì ngay từ khi bắt đầu thành lập trường, thì tập thể ban hiệu nhà trường cũng như là tổ chức đoàn trường đã xác định là học sinh về đấy học dưới mái trường nội trú. Thì ngoài việc là đào tạo chất lượng văn hóa, thì chúng tôi rất là quan trọng vấn đề rèn luyện kỹ năng, các cái kỹ năng mềm cho học sinh. Bởi vì phần lớn các em ở đây là vùng sâu vùng xa, ở những cái vùng rất là khó khăn, cái kỹ năng mềm của các em rất là thiếu. Cho nên từng khóa học là ban chấp hành đoàn trường và ngay từ đầu năm học là chúng ta đã tổ chức các cái hoạt động là
rèn luyện và hình thành các kỹ năng của các em ngay từ khi bắt đầu nhập học. Sự phát triển toàn diện của nhà trường đã được các cấp các ngành ghi nhận. Nhà trường được công nhận trường chuẩn quốc gia năm 2020, nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Nghệ An là một tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số khá đông. Hiện nay là gần một nửa triệu là đồng bào dân tộc thiểu số. Nên cách đây 37 năm thì tỉnh Nghệ An có thành lập trường dân tộc nội trú đầu tiên. Nhưng sau quá trình thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số thì không đáp ứng được cái nhu cầu. Nên là ban dân tộc đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để đề xuất với Bộ Giáo dục thành lập thêm một trường dân tộc nội trú nữa. Đó là trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở số 2. Qua 10 năm thành lập, trường phổ thông dân tộc nội trú số 2 đã khẳng định được cái chức năng, nhiệm vụ cũng như cái vai trò của mình trong việc đào tạo cán bộ cho người dân tộc thiểu số. Trường lúc đầu tiên mới thành lập chưa có cơ sở vật chất, phải đi mượn cơ sở vật chất tạm của những cái trường khác không dùng đến. Những giai đoạn đó rất khó khăn. Sau này, trong những năm gần đây, khoảng 3-4 năm gần đây thì cơ sở vật chất mới ổn định, đưa các em và các thầy cô vào dạy học, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất. Mặc dù từ khi mới thành lập, trường cơ sở vật chất còn rất khó khăn, nhưng mà các thầy cô nhà trường đã làm rất tốt công việc dạy và tổ chức ăn ở cho học sinh nội trú. Không những tổ chức tốt cái việc dạy ăn ở mà cái việc đào tạo chất lượng đại trà cũng như chất lượng cao mũi nhọn của trường cũng đã được khẳng định. Và đến hiện nay có thể khẳng định rằng trường phổ thông dân tộc nội trú số 2 là một trường phổ thông trung học có chất lượng top đầu của tỉnh Nghệ An. Về với trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông dân tộc nội trú số 2 Nghệ An hôm nay, nhiều người sẽ ngỡ ngàng trước sự đổi thay và lớn mạnh của nhà trường. Hệ thống cơ sở vật chất khang trang hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy học. Trên khuôn viên gần 5 hecta là hệ thống 18 phòng học, các phòng chức năng, nhà sàn truyền thống, sân chơi, bãi tập, bể bơi, ao cá, thư viện, nhà đa chức năng. Khu nội trú khang trang sạch đẹp với hai dãy riêng biệt, khép kín, đảm bảo điều kiện ăn ở sinh hoạt cho trên 500 học sinh. Trường còn dành một phần diện tích để các em trồng rau, tăng gia sản xuất, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, phục vụ bữa ăn hàng ngày. Trong buổi họp hội đồng nhà trường hôm nay, trong định hướng nội dung năm học và thời gian tiếp theo, vấn đề nổi bật được nhà trường đưa ra thảo luận đó là phát triển trường thành mô hình đào tạo phát triển toàn diện, gắn liền với cải cách giáo dục, chú trọng kỹ năng sống cho học sinh. Để thực hiện được định hướng trên, nhà trường đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi. Đó là cơ sở vật chất đảm bảo, các cấp, các ngành chức năng tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi để trường phát triển. Điều cốt lõi nhất là sự đồng lòng quyết tâm của một tập thể mạnh và đầy tâm huyết. Trường hiện có đội ngũ 38 giáo viên, trong đó có 38 thạc sĩ, 26 giáo viên giỏi tỉnh. Các thầy cô giáo đã nhiều năm liền có thành tích trong đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi và đóng góp công sức trí tuệ vào những thành tích chung của trường. Thì sắp tới đây chúng tôi sẽ làm một cái mô hình vườn trường nữa. Vườn trường theo cái công nghệ mới để cho các em thực hành. Rồi cả cái hoạt động vui chơi giải trí thì chúng tôi sẽ làm những cái công việc nó rất là thiết thực. Ví dụ như học sinh ở miền núi tôi hay đánh bóng chuyền chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ làm nhiều sân bóng chuyền hơn. Rồi còn một số môn chúng tôi còn ngoài cái đồng viên còn có bắt buộc, ví dụ như bơi lội. Rồi cả cái môn mà cả cái câu lạc bộ khác nữa đó, thì học sinh cơ bản học sinh phải định hướng cho học sinh để nó tự đề xuất ra cả cái phương thức hoạt động cho chính nó. Trên cơ sở nhà trường cũng như giáo viên đã vạch cái khung sườn cho các em. Ví dụ như chúng tôi có cái câu lạc bộ văn học mà ra được cái tập sán suối ngàn mỗi học kỳ một số,
nhưng mà cái này cũng rất là thiết thực, giúp cho học sinh quá trình viết văn. Chúng tôi có câu lạc bộ toán học thì giúp cho các em giải toán. Và câu lạc bộ toán học này không phải, cái quan điểm câu lạc bộ toán học này là để cho những người yếu toán, có thể chưa giỏi toán nhưng mà vẫn tham gia câu lạc bộ. Rồi câu lạc bộ ngoại ngữ, đặc biệt là câu lạc bộ ngoại ngữ, và chúng tôi mạnh dạn để làm cái này. Và tôi cũng đề xuất về sở là cho chúng tôi thêm một cái cabin tiếng nữa để chúng tôi đẩy mạnh cái chuyện. Và chúng tôi đã chọn được một lớp những cái em yếu ngoại ngữ và học ngoại ngữ khá, là chúng tôi đã chọn ra một lớp để từ cái câu lạc bộ cái ngoại ngữ này lan tỏa ra cái phong trào ngoại ngữ của toàn trường. Thì hiện nay chúng tôi đang làm những cái việc đó để làm thế nào nó tạo ra một cái môi trường thực sự là môi trường vừa học tập vừa vui chơi nhưng vừa rèn luyện cái kỹ năng sống cho các em. Nghề sư phạm có gì hơn thế nữa, suốt một đời tầm rút ruột dệt bài ca. Bài ca đó càng vững hơn với các thầy cô trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông dân tộc nội trú số 2 Nghệ An. 10 năm từ một xuất phát điểm đầy vất vả khó khăn, dựng xây nên một ngôi trường bề thế với bao thành tích. 10 năm với biết bao tâm huyết, yêu thương, các thế hệ học trò miền núi đã trưởng thành từ nơi đây và tung cánh bay đi muôn phương, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Đó là nền tảng vững chắc và thuận lợi để trường tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới trong sự nghiệp trồng người cao quý.